Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình một cái mẫu máy khoan pin bu lông 2-trong-1 thương hiệu Astake các bác nhé. Một cái thương hiệu mới tinh trên thị trường hiện nay. Với cái sản phẩm này thì em sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo về chọn bộ đầy đủ sản phẩm. Khi mà các bác nào mà có nhu cầu quan tâm muốn sở hữu cái sản phẩm này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản tiền trước. Các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm nhé. Thì với cái sản phẩm này em có bóc rất là nhiều bộ ra đây để cho các bác được cùng tham khảo về mẫu máy. Đây là nguyên hộp các bác nhé. Nguyên hộp thì nó sẽ có một cái hộp nhựa này, màu đỏ pha đen, cực kỳ là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn. Đây phía bên trong thôi nhá, phía bên trong nó sẽ có nguyên bộ như này. Một thân máy này, hai pin và một sạc, một khẩu mở bu lông 22 nhá. Và một dây đeo này, một hộp đựng máy đầy đủ cho các bác luôn. Về cái phần thân máy thì nó sẽ là máy chạy động cơ từ không chổi than, đầu bu lông 2-trong-1 này. Các bác sẽ lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ lục giác ở giữa để cắm vít như này. 2-trong-1 chuyên ốc vít vào bu lông, không cần sử dụng qua đầu chuyển thôi nhá. Cái con máy này nó có một cái ưu điểm là quả búa rất là to để các bác bắn bu lông cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, thân máy này. Đi theo máy thì các bác sẽ có hai quả pin pin châu nhá. Một quả 10 cell và một quả 15 cell ấy nhá. Đây. Quả này quả 10 cell này. Đây quả 15 cell. Và nó sẽ sử dụng chân pin phổ thông như này. Cực kỳ là chất lượng luôn. Và có một cái sạc này. Sạc 3 chân coi nhá. Đây sạc 3 chân này. Một khẩu bu lông 22 và một dây đeo máy. Đây là đầy đủ chọn bộ sản phẩm nhá. Để em sẽ cho máy chạy để cho các bác được cùng tham khảo về tốc độ vòng quay luôn này. Đây, máy chạy rất là êm. Các bác có đảo chiều cái phần này. Đó. Điều chỉnh được 2 nút tốc độ nhá. Đảo chiều qua thì là các bác có chế độ tự ngắt này. Và trong cái đoạn video này thì em sẽ có một cái chương trình là tri ân cho 10 bác khách hàng đầu tiên nhá. Khi mà các bác là top 10 bác đầu tiên sở hữu được cái sản phẩm này thì em sẽ tặng cho các bác thứ nhất là một cái đầu chuyển vít này, để các bác lắp vào máy bu lông chuyển sang đầu chuyên vít, giữ vít cực kỳ là chắc chắn nhá. Thứ hai sẽ là một cái mũi khoan đa lăng xuất nhật, đầu bốn cạnh trôi lục ra như này. Các bác có thể lắp trực tiếp vào máy bu lông như thế này để các bác về các bác khoan tường, khoan đá, khoan gạch các bác nhá. Đó, đây là hai cái món sản phẩm mà em sẽ tặng cho các bác này. Tiếp theo là một cái bộ combo phụ kiện này nữa. Cái bộ cái món quà này của bên em thì nó trị giá là lên đến hơn 100.000 đồng cơ. Đấy, các bác sẽ có một đây, một cái dây khẩu như này, một dây đầu vít nữa, vít hai cạnh bốn cạnh và hoa khế này, một cái lối dài zig zag này, đấy, và một đầu lối như này nữa. Đấy, nguyên một bộ combo như này nhá, combo phụ kiện này. Theo một cái đầu chuyển vít này, một cái mũi khoan đa lăng này. Đó, đây là cái phần quà mà em sẽ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên thôi nhá. Và em nhấn mạnh với các bác là em sẽ chỉ tặng cho 10 bác đầu tiên thôi, cho đến bác thứ 11 là các bác sẽ không còn được nhận quà tặng nữa. Nên là các bác lưu ý cho em. Và giá của sản phẩm sẽ là 1.250.000 đồng, bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc các bác nhá. Nguyên một bộ sản phẩm bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc. Hai pin thì các bác sẽ có một pin châu 15 cell và một pin châu 10 cell, kèm theo một sạc. Đấy, một khẩu 22, một dây đeo và một đựng máy, với mức giá là 1.250.000 đồng miễn phí ship. 10 bác khách hàng đầu tiên các bác sẽ được nhận cái phần quà tặng mà em đang để trên tay của em đây. Đấy, cái phần quà tặng này của bên em nó trị giá lên hơn 100.000 đồng. Phần quà rất là có giá trị, em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác là những người đầu tiên may mắn cập nhật được cái video này của em nhé. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai để sở hữu cái sản phẩm này nhé. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và chuông báo của bên em để nhận được những thông báo mới nhất tới đây nhé.